vào xem mà họ không bắt mua thì quay ra mua cho Ben rồi họ cho vào thì thôi. Thì Ben như vậy. Xuống nước đi chơi đi, không chán lắm. 100 ngàn. Thôi vào đi trượt, xuống nước đến nào đến xong. Nó bảo là cô nhà anh bảo 1m7, em bảo phải mua. Nếu mà thấp dễ dở thế thì anh cho anh người ta cho qua thì được, còn không phải mua. Cầm lên. Đi nào. Lấy giáp cho em nữa thôi. Vòng tay làm sao? Bé lên. Em này. Bé qua thế để cho em bé đi qua miễn phí hả em? À, cảm ơn em nha. Đó là bế lên nè. Tí mọi người. Cân luôn. Cân quá. Trong đây có bao nhiêu đồ? Má cái phao đi lên lại được kia trượt thích lắm kìa, tí vào chồng lên. Còn 48 không? Có à? Nhưng mà chị không ai có đồ mà. Có đồ mà. Đây này. Đây thôi, đi theo nào. Lên đường đi ba quay. Yeah.
Đi bán đi đây mà. Bên ơi. Đây, nằm đây. Đây là cái pha bên chơi. Đâu có lật là được, lật xuống là dưới em lật ngang thế là xuống nước là nước luôn. Chị đánh thử mà. Cái nằm thì căng đây như cái nằm thử. Bye.
mình.